Tất cả mọi người, chào mừng mọi người trở lại với kênh YouTube của Tuấn Anh. Thì hôm nay không phải là một video review hay là video báo giá hay là giới thiệu về mẫu xe gì hết đâu mọi người. Hôm nay Tuấn Anh sẽ có một cái video để giúp mọi người khi mình đi mua xe cũ ha. Bữa nay lấn sân sang một xíu, không phải là chuyên ngành, nhưng mà Tuấn Anh thấy nhiều khách hàng bị trường hợp này rồi, nên là Tuấn Anh sẽ lên một video hướng dẫn mọi người mình đi mua xe cũ làm sao để mình mua đúng cái mẫu xe mà mình đang yêu thích ha. Rồi, thì hiện tại cái mẫu mà Tuấn Anh sẽ giới thiệu cho mọi người ngày hôm nay sẽ là mẫu Vespa Spring cũng như là mẫu Vespa Primavera ha mọi người. Rồi, lưu ý, video này chỉ mang tính chất cho mọi những khách hàng, những người đang có nhu cầu đi mua xe cũ mình tham khảo thôi nhé. Chứ Tuấn Anh không có đá động hay là vấn đề gì đến các đại lý hay là các cửa hàng mình đang buôn bán xe cũ ha. Rồi, hiện tại bây giờ mọi người, Tuấn Anh sẽ thấy một cái trường hợp khá là nhiều là mẫu Vespa Spring này bây giờ đang được thị trường Việt Nam mình ưa chuộng khá là nhiều ha mọi người. Đồng nghĩa với việc là những cái mẫu xe cũ của nó giá thành nó cũng sẽ cao hơn so với những mẫu xe cũ của dòng Vespa Primavera. Thì hiện tại nó sẽ có một cái dịch vụ là up cái con xe Primavera này lên thành phiên bản Extreme ha mọi người. Thì mọi người nhìn đó, nhìn thoạt nhìn ở ngoài á thì hai con xe này nó khác nhau một xíu về cái đầu đèn chiếu sáng ha mọi người. Như con Extreme thì đầu đèn sẽ là đèn vuông, còn con Rima là sẽ đèn tròn. Và nó sẽ khác một số chi tiết nữa, như là cái mũi ở về trước, rồi cái mâm, bộ mâm nó khác nhau mọi người, và một số chi tiết nữa đó. Thì họ sẽ lấy một con Primavera cũ up lên một cái con Extreme, up những cái đồ chơi, những cái phụ kiện của con Extreme lên để biến cái con Rima đó thành con Extreme để mình bán được cái giá trị nó cao hơn đó. Thì rất nhiều khách hàng đi mua mình không có xem được hoặc là mình không có biết được cái cách để mình phân biệt á, thì mình rất dễ bị lầm. Thì hôm nay Tuấn Anh sẽ hướng dẫn mọi người cái cách đơn giản nhất để mọi người có thể phân biệt đâu là con xe Vespa Spring, đâu là con xe Vespa Primavera, và coi được cái con xe Spring mọi người mua có phải là con xe Primavera up lên hay không, hoặc con xe Primavera mọi người mua có phải là con Vespa Spring up lên hay không. Rồi, bây giờ thì lại gần một xíu Tuấn Anh sẽ chỉ cho mọi người xem ha. Rồi, bây giờ thì mình lại gần một xíu để Tuấn Anh có thể hướng dẫn mọi người cách coi cái thông tin làm sao để mình biết đâu là con xe Vespa Spring, đâu là con xe Primavera ha. Rồi, nếu như một con xe Primavera up hết toàn bộ những cái chi tiết của con Spring như thế này thì nếu một người bình thường, mọi người nhìn vào mọi người sẽ không biết đâu. Đã người ta muốn làm rồi á thì cỡ nào mình cũng sẽ không biết đâu mọi người. Nhưng có một cái không thể làm được, đó chính là số khung của xe ha mọi người. Rồi, đối với số khung của xe Vespa thì mọi người sẽ mở cốp sau lên, giật cái cốp lên, cốp này tháo rời được ha mọi người. Đây chúng ta sẽ có số khung của con xe. Đây, đây là số khung ha. Rồi, tương tự đối với con Primavera cũng y vậy luôn mọi người. Đây, Tuấn Anh cũng sẽ mở lên cho mọi người xem. Tương tự với con Primavera cũng y vậy luôn. Rồi, Primavera mọi người thấy số khung chưa? Rồi, đối với dòng Primavera ở đây mọi người sẽ coi ha. RB8M82513 là ký hiệu số khung của con Primavera nha mọi người. Rồi, qua đây xíu coi ký hiệu số khung của con Extreme. Rồi, ký hiệu số khung của Extreme là RB8M82514. Đó, chỉ cần nhìn vô đó thôi là chúng ta đã phân biệt được đâu là con xe Spring, đâu là con xe Vespa Primavera nè mọi người. Tại vì thật sự luôn, có một số cái cà vẹt xe Vespa mọi người, nó chỉ để là hiệu Vespa thôi, chứ nó không có để mọi người là con xe đó là Vespa Spring hay là Vespa Primavera. Thậm chí như con Spring này mọi người ra, mà ví dụ mọi người mua con phiên bản F hoặc là con phiên bản tiêu chuẩn nha, nhưng mà khi mọi người ra cà vẹt xe thì nó chỉ để là Vespa Spring thôi, nó không để F hay phiên bản tiêu chuẩn gì đâu mọi người. Nó sẽ có tên hết ở trên công an cũng như là trên chi cục thuế nó có sẵn rồi, nên là nhiều khi cầm cái cà vẹt mọi người chỉ biết ở đây là con Vespa thôi, mình không biết đâu là con Primavera, đâu là con Extreme. Đó, nên là cái cách Tuấn Anh phân biệt cho mọi người á là mọi người sẽ coi vào số khung ha. Tất cả những cái dòng xe Vespa, Primavera và Spring nó đều có ký hiệu số khung y chang mà như Tuấn Anh mới vừa giới thiệu mọi người á. Đó, thì nếu mọi người đang có nhu cầu mà mua những cái con xe cũ á thì mình có thể tham khảo video này để mình có thể mua được đúng cái mẫu xe mình yêu thích ha. Ví dụ mọi người mua được cái đang thích mẫu Vespa Spring đúng không? Đó, thì mình lựa vô, mình lựa, mình coi quan sát được bề ngoài rồi thì mình coi luôn cái tâm hồn của nó, là coi luôn cái số khung ở bên trong, để mình biết chính xác được cái con xe mình chuẩn bị rớt tiền mua đó là con xe đúng là con xe yêu quý của mình. Thì bản thân Tuấn Anh cũng là một người sử dụng xe cũ khá là nhiều mọi người. Trước khi mua thì Tuấn Anh tìm hiểu rất là nhiều, tìm hiểu về thông tin xe, giá xe, tìm hiểu về
sản phẩm, rồi tìm hiểu về số khung này nọ, Tướng Anh tìm hiểu hết luôn. Khi mà đã tìm hiểu xong, ok, quyết định đi mua. Đi mua xong rồi Tướng Anh không tìm hiểu gì nữa mọi người. Không cần phải biết được cái gì về cái mẫu xe đó. Ví dụ như Tướng Anh muốn mua con Sprint cũ đi, Tướng Anh sẽ bắt đầu đi tìm hiểu mẫu xe nó như thế nào, năm mấy là nó thay đổi cái thiết kế, rồi số khung như thế nào, để mình biết được mẫu đó là mẫu sản xuất năm bao nhiêu, mẫu như thế nào. Tướng Anh coi hết luôn. Xong sau đó Tướng Anh đi mua, đặt niềm tin, mua, rớt tiền, rớt gạo cái bụp, là từ đó Tướng Anh không còn quan tâm đến cái mẫu xe đó nữa mọi người. Chỉ có đi thôi, không còn quan tâm đến những cái mà để phân biệt con xe đó nữa. Thì Tướng Anh nghĩ có rất nhiều khách hàng cũng giống Tướng Anh, nên là Tướng Anh quay cái video này để hướng dẫn mọi người cái cách để mình có thể lựa chọn được cái con xe cũ phù hợp và đúng như cái con xe, cái mẫu xe mà mình đang cần tìm ha. Rồi, thì như Tướng Anh đã nói ban đầu ha, video này Tướng Anh chỉ mang tính chất là làm để cho những khách hàng mình đang có nhu cầu mua xe cũ mình tham khảo thôi, chứ không phải là lên án hay là nói về bất cứ một cái đơn vị hay một cái cá nhân nào bán xe hết á mọi người. Thì mọi người thấy thông tin này hay thì có thể để lại một like video và một subscribe để tiếp tục ủng hộ kênh Tướng Anh Vespa ha. Xin chào tạm biệt mọi người.